đồ tre hay đồ nhựa thì cũng đều là để đựng như nhau, đều làm nền cho những món cần bán. Dù ai cũng nghĩ một đời ta ba đời nó, nhưng thứ nào xài càng lâu thì càng đỡ tốn tiền mua. Thời hồi đó mình làm lúa, mình xúc, mình bưng đồ này kia cũng là cái thúng. Rồi bây giờ mình đậu hột vịt là coi như là ngày nào mình cũng đậu cũng bán đó, cũng xài cái thúng vậy đó. Nhận vô vậy nè là nó cứng là nó chắc hà. Còn cái nhận vô là nó mềm, nó là nó mau hư lắm. Còn cái này nó cứng nhắc, cái dành cứng nhắc. Cái này cái loại bằng tre nè. Nó chắc, nó cứng lắm. Còn với những người nông dân này, quẩy thao nhựa hay thúng tre thì công việc cũng cực như nhau. Chỉ là cái thúng dê đựng vừa dặn số lúa giống cho hai dòng loại ruộng. Trong khi nếu xài thao nhựa thì lại thiếu một chút. Thúng là truyền thống rồi. Truyền thống rồi mà nào giờ á. Không có bỏ được, không có bỏ được. Dễ nó xúc lúa nó vô ra là nhờ hàng này quăng lên ném xuống được, còn thao dám quăng đâu. Xài rồi bắt đầu đến nhà ta treo đó, bắt đầu tới mùa nữa tao mới lấy ra ta xài chứ đâu phải mà. Xài mà để bỏ quăng mày mưa mà gió là đâu có bền được. Nó tốt hơn cái đồ mũ. Nó không có hư. Đồ mũ thì nắng da nắng thì nó đứt, còn xài này nó không có hư. Quả ra của bền tại người, cũng như đón nhận những thay đổi bằng thái độ nào cũng là do người. Thành ra đồ tre trúc thủ công vẫn còn hiện diện trong đời sống hiện đại. Dù biết cuộc sống sôi động ngoài kia, đổ nhựa, xề nhựa đang ngày một lấn át,